bạn đang đến với World Radio Show, phát thanh từ thế giới của những tâm hồn đồng điệu, nơi cảm xúc bất tận được sẻ chia. Sài Gòn 7 tháng 4, Nu. Cơn mưa đầu mùa lại cảm thấy Sài Gòn buồn lắm. Không biết là cái buồn của thế hệ mình hay là của riêng bản thân nữa. Chúng ta vẫn bước đi, dù bước ngắn hay dài. Chúng ta vẫn giang tay để đón nhận mọi thứ, kể cả buồn vui. Chúng ta vẫn còn có thể là mình bất chấp những mảng tối màu ấy. Và nếu không sống vì những gì có thể làm trong thời khắc tuổi thanh xuân, chỉ bước qua một lần trong đời, thì chúng ta nên sống vì điều gì khác nữa đây? Chúng tôi hay nói về tuổi thanh xuân của nhau, về những nỗi buồn không tên, về những niềm vui chợt gõ cửa, những cơ hội đến chớp mắt, và những ngông nghênh dễ lành, dễ vỡ. Trầm ngâm không nói lời nào về sự cô đơn, nhưng nó luôn tồn tại ở đó. Tuổi thanh xuân của chúng tôi là vô vàn những giây khắc yếu đuối đó. Yêu nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ, cần nhưng ngại ngừng bày tỏ. Luôn muốn là tuyệt đối và không bao giờ thay đổi, nên luôn đấu tranh trong dằn vặt và ám ảnh khi thời gian đã làm mọi thứ đổi thay. Không ai có thể so sánh tuổi thanh xuân của người này là sai lầm, của người kia là đúng đắn. Không ai có thể phán xét ai là nên và không nên làm gì. Khi đang bước qua thời điểm đó, chúng ta có cảm thấy mỗi ngày đều đáng phải tiếp tục sống hay không? Chúng ta có chấp nhận trả giá cho những ngu ngơ, vụng dại ấy hay không? Cho những lần chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời, cho những lần chỉ muốn khóc trên vai ai đó, cho những lần chỉ biết cho đi mà không cần hay không dám nghĩ tới rằng mình sẽ được nhận lại bao giờ. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết bản thân thật sự muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt khi ít khi nhiều. Thế là mùa đông năm ấy, cả thế giới chỉ còn lại chia ly và từ biệt. Mùa đông tràn đầy tả từ của Siwon trong Reply 1997,
bắt đầu theo những vòng bánh xe lăn đưa cô bé từ Busan quê nhà lên Seoul trò học. Còn mùa đông viết nên chữ ly biệt tròn vành vành của tôi là tháng 12 năm 2012. Tháng 12 năm 2012, tôi quay trở lại Mỹ. Như điều cuối cùng bản thân có thể làm cho tình yêu đang tới hồi chạy chết của mình. Đặt chân lên nước Mỹ, nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh mình 3 năm đang đứng chờ sẵn ở nơi ga đến. Gió lạnh thấu xương nhưng lòng lại hân hoan ấm áp. 24 tuổi, người ta vẫn còn rất trẻ để điều nhỏ nhặt gì cũng có thể biến thành hy vọng. Trong 2 tuần sau đó, tôi và người đàn ông của mình sánh bước đi bên nhau, gặp gỡ cười nói với bạn bè. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn, cho tới tận giây phút hòa nước mắt cuối cùng trước khi tôi bước vào phòng chờ. Tôi từ từ thôi không níu kéo nữa, để anh nhẹ nhàng bước tiếp với người yêu cũ. Ngày đầu tháng 5 năm nay, anh sẽ làm đám cưới. Tôi có một anh bạn. Một ngày giữa tháng 10, anh nhắn tin bảo tối nay sẽ đáp tàu đi vào Đà Nẵng. Đi đúng 12 tiếng từ Hà Nội để trả lại chùm chìa khóa cho cô người yêu cũ. Gặp nhau khoảng 2 tiếng rồi anh sẽ bắt tàu 12 tiếng trở ngược về cho kịp buổi làm sớm mai. Lúc đó bão số 11 đang vào tâm điểm. Tàu bị dừng ở Huế khá lâu, nên rốt cuộc khi gặp được cô ấy và anh chàng người yêu mới thì anh phải ra ga. Tối qua tôi nghe anh bảo cô ấy nhắn tin tháng năm này sẽ kết hôn. Tôi có một đứa bạn. Trong một buổi sáng tuyết rơi dày đặc, bạn lủi thủi cúi mặt đi bộ đón chuyến xe buýt đến khu phố Việt xa xôi vì người đàn ông nọ nhắn tin. Tuyết rơi dày quá, anh không thể qua chở và gặp em được đâu. Sau đó bạn gọi cho chúng tôi nhờ trở về với giọng dè dặt. Đã gặp nhưng giờ anh ấy bận nên chỉ có thể thả tao xuống ở chỗ này. Tụi bay lên đón tao được không? Người đàn ông nọ một thời gian sau trở về Việt Nam cưới vợ, rồi bảo lãnh vợ mình sang chung sống. Bạn nghĩ gì về những câu chuyện ở trên? Bạn có đang lắc đầu, có đang chau mày, có không kiềm chế được mà thốt lên: sao mà điên đến như vậy? Có thay đổi được gì không? Có đáng hay không chứ? Có đáng không? Sau này nghĩ lại, chẳng đáng tí nào. Có khi còn phá ra cười chính bản thân mình của một thời như thế. Có thay đổi được gì không? Tuyệt nhiên không. Ván cờ đã vào tàn cuộc, đi như thế nào rốt cuộc cũng vẫn là chiếu tướng mà thôi. Vậy thì họ có điên không? Tôi muốn nghĩ là không. Bởi vì họ vẫn là những con người ngày ngày tỉnh táo hít thở khí trời. Họ vẫn là những con người như muôn triệu con người đang sống. Chỉ là bạn ạ, yêu một người và cô ấy phản ứng thế nào là hai chuyện khác nhau. Trân trọng một người và anh ấy đáp trả ra sao cũng là hai chuyện khác nhau. Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người. Thank you.
cô đi theo anh. Cô biết anh muốn cô đi theo, nhưng không nói ra, cứ đi theo anh. Đi mãi tới một căn hộ xa lạ. Kết cấu của căn hộ này chỉ có một cửa, mọi lối đi trong đó đều thông nhau, nhưng lại không nhìn thấy gì. Anh đi vào gian phòng bên trong, có rất nhiều người đang chờ đợi. Anh bắt đầu nói chuyện với họ, sắp xếp mọi việc. Như thể anh vẫn đang làm công tác cần lãnh đạo rất nhiều người làm việc. Cô chờ anh ở gian phòng bên ngoài, cứ đợi mãi. Có vài chàng trai trẻ làm việc cho anh bước vào, cứ trò chuyện với cô, như muốn an ủi và cố gắng tạo nên bầu không khí vui vẻ. Nhưng anh mãi vẫn không chịu ra, cũng không nói với cô câu nào. Cô cố tình chờ ở đó, lầm thầm nhủ, em sẽ đợi anh. Như một trò chơi, cô nhắm sẵn anh. Em nhận ra ngay sự bạc nhược trong trái tim anh. Chỉ là xem anh chơi theo cách nào. Có nỗ lực, có tháo chạy, có cố chấp đều vô dụng. Cô không chủ động, không tiến lên, không thể hiện. Cô muốn so với anh, xem ai trầm mặc hơn, ai thô bạo hơn ai. Sợ gì kết quả cuối cùng của cuộc thi chỉ là quên lãng lẫn nhau mà thôi. Nhưng rốt cuộc vẫn là một việc quá sức. Thời gian để quên một con người có lẽ cũng lâu như khi nhớ tới. Và cuối cùng, những thứ mà bạn nhìn thấy được vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của mình. Như thể chưa từng yêu, mọi giới hạn đều quá mơ hồ. Ở bên trái, cũng có thể bên phải. Thứ mà chúng ta yêu vẫn chỉ là bản thân tình yêu. Có hay không con người đó đã không còn quan trọng. Trưa mùa đông, cô một mình đi chợ hoa tìm mua thủy tiên. Mặc chiếc áo khoác đen, quần bò mẫn, đội chiếc mũ len xanh, đi đôi giày thể thao. Đi một con đường rất dài trong ánh nắng yếu ớt và gió lớn hun hút. Trong chợ hoa có hương thơm và hơi ẩm ướt. Cô xộc tay vào túi áo khoác, lặng lẽ ngắm cậu thanh niên muốn về nhà ăn Tết. Ngồi trên chiếc ghế đậu nhỏ cắt thủy tiên trong một chiếc làng lớn. Im lặng mãi, ngồi xuống bên cạnh ngắm. Cậu ta hỏi, cô có thích chúng không? Cô gật đầu. Hỏi, sao những chiếc lá này vàng thế? Cậu ta đáp, cho tắm nắng là ổn thôi, cứ gặp ánh nắng chúng tất xanh lại. Chà, cô gật đầu, chọn lấy 4 củ thủy tiên đã cắt sẵn. Xách thủy tiên ra khỏi chợ, gió lớn lại ào ạt. Cô lấy khăn quàng che mặt, đợi xe bên đường. Trời tối rất nhanh, mãi mới gọi được một chiếc taxi. Ngồi ở ghế sau, cô xoa lòng bàn tay lên gò má cứ đờ ra vì lạnh buốt. Củ thủy tiên nhô lên một chiếc lá bé xíu đang ngã vàng. Cô cúi xuống, kẻ hôn lên nó. Ngoài cửa kính xe đã bắt đầu có tiếng lột đột nhẹ nhẹ, là những hạt tuyết nhỏ. Sắp có một trận tuyết to dày, nhẹ hoặc nặng. Sau khi chia tay, không hề gọi điện cho nhau. Thỉnh thoảng có vài tin nhắn nhưng mất hút rất nhanh chóng. Đó là kết cục mà cô có thể dự cảm và định sẵn. Chắc chắn sẽ là như vậy. Cô không bao giờ liên lạc với anh. Anh cũng không liên lạc với cô. Không phải dàn dựng, chỉ thuận theo tự nhiên. Đem hết những dấu ấn của nhau bị thời gian xóa mờ sạch sẽ. Những gì nhớ được đều chỉ vì muốn lãng quên. Họ là những người giống nhau, y hệt nhau,
Vì thế khi gặp ngay phút ban đầu, họ đã nhận được nhau và hiểu sự tồn tại giả tạo của sự nhận biết đó sau khi chúng ta chia tay. Chậm rãi, từ tốn, thu dọn tất cả những thứ hiện có. Lò sưởi trong nhà quá nóng, nhiệt độ trong phòng có thể lên tới 30 độ. Có lúc cô chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ bằng vải sợi bông, in những bông hoa li ti, và một chiếc áo ngực màu đen, cứ đi hết phòng này sang phòng khác. Mất 15 tệ trong một tiệm hớt tóc đầu phố, cắt sạch đám tóc vừa nhú dài. Cô bắt đầu mê để tóc ngắn, không muốn mất tâm trí vào phần trên. Cội xong đầu cô có thể khô ngay lập tức, cũng không cần phải chải tóc, cảm thấy có thể vứt bỏ bất kỳ thứ gì vướng víu. Mua một đôi giày thể thao màu đỏ to đùng, tóc ngắn tủng, đi giày thể thao, nâng cô như một thiếu niên gầy còm. Thời gian đó, cô trở nên vô cùng chịu nặng, như thể vùi mình xuống đáy biển sâu cả 3.000 mét. Một màu xanh âm u trùm phủ, chỉ có trong biển mềm mại như tơ, lắc lư lay động. Thời gian bập bềnh như bụi trần, cô biến thành một chú cá trầm cảm bơi đi bơi lại, không phát ra tiếng nào, chỉ bơi tới lại bơi đi, rồi chìm đắm. Đột nhiên thấy cơ thể và trái tim mình cứ tĩnh lặng như thế, như thể không có một chút âm thanh gì, như mọi tiếng động đều im bặt, có thể giành được tự do. Cô tới nhà hát, xem mẫu Đan Đình, liên tục trong 3 đêm. Giọng hát sao quyến luyến dằn dai nhau như thế, khẽ thở dài từng tiếng. Sau khi Liễu Mộng Mai thề thốt ở Hải Cô Thạch, đã hỏi Đỗ Lệ Nương tại sao lại rơi lệ. Đỗ Lệ Nương dùng một giọng ca dài uyển chuyển, cảm tạ tình cảm sâu nặng, không ngờ nước mắt cứ tuôn rơi. Cô gái trẻ ngồi bên cũng bắt đầu lấy tay lau nước mắt. Xung quanh đều có tiếng sụt sịt. Chuyện như thế đã xảy ra trong một vở hát cổ từ rất lâu. Cách của tình yêu và đủ mọi dạng mục đích, chỉ có nguyên nhân khởi đầu của tình yêu đều giống nhau, đến từ những ảo tưởng đeo đuổi sự quay về êm ả mà chúng ta hằng khát khao. Nó không phải là lương thực của chúng ta, không phải là gốc rễ của chúng ta. Nó chỉ là ảo tưởng. Vì vậy tất thảy mọi thứ vốn nhẹ nhàng đều trở nên rõ nặng. Nhưng có nặng mấy cũng không thể nặng hơn nỗi cô độc mà chúng ta cho rằng có thể bị trả giá và dựa vào. Trong bóng đêm, cô khẽ cười một mình. Phút hạ màn đã tới. Trên sân khấu và trong khán phòng đột nhiên đèn đóm sáng trưng, đám người ầm ầm đứng dậy ra về. Cô nghe thấy tiếng cơ thể mình nhổm dậy, soạt một cái, quyết đoán, nhẹ nhàng, giống như đặt những củ thủy tiên nọ lên bàn, từng bông hoa trắng tinh khiết nở tung. Phải rất lâu sau, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn của anh. Anh kể anh đang ở một huyện trên thảo nguyên cực kỳ lạnh lẽo. Vì công việc, anh đã ở đây 5 ngày. Anh thấy mình rất già, rất mệt mỏi, đột nhiên rất nhớ em, rất muốn gọi điện cho em. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, những động tác anh thường có,
luôn có thói quen lấy tay ôm mặt, ra sức chậm rãi chà xát, toàn thân mệt mỏi và trầm tĩnh. Như thể anh là một chàng trai già trước tuổi. Anh dừng lại ở thế giới này vì một nguyên nhân không rõ tại sao. Có thể trốn chạy bất kỳ lúc nào, như vẫn đang mai phục. Nhưng anh không gọi điện cho cô, cô cũng không gọi điện cho anh. Cô chỉ nhẹ nhàng xóa đi tin nhắn đó. Như thể đó là sự lựa chọn cuối cùng mà cuộc sống có thể đem lại. Không có bất kỳ phạm vi và năng lực nào có thể chọn được. Cũng giống như khi xảy ra tình yêu, dù cho họ là người mà bên kia đã xác nhận. Chia tay chẳng qua chỉ là một việc trong khoảnh khắc. Mỗi người đều bận đi những ngã đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên, cũng không chuẩn bị lùi lại. Chúng ta bắt đầu dần già đi. Hãy để chúng ta quên nhau, không nói năng, đi tới trước mặt thời gian. Như vậy rất hay. Tôi đã thừa nhận và đã chấp nhận. Tôi chỉ là một cô gái cố chấp và trầm lặng, dừng lại ở nơi cũ. Khẽ nghe thấy tiếng lòng chào với anh. Tạm biệt người yêu của em. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Oh,
Trong lòng tôi, đối với con người này, luôn có thứ tình cảm không muốn phô trương. Tôi không thích người khác cũng biết đến cô ấy, cũng thích cô ấy nhiều như tôi. Đối với tôi, có thứ tình cảm sẵn sàng chia sẻ. Đọc cái này đi, nghe cái kia đi, xem cái này chưa. Nhưng cũng có thứ tình cảm chỉ muốn giữ chặt lấy cho riêng mình. Năm 18 tuổi, cô ấy cứu vớt cuộc đời tôi. Cô ấy giúp tôi gọi tên cho thứ cảm giác cuồng cào trong dạ dày mỗi tối. Cô ấy nói cho tôi biết việc mình cứ khóc mỗi đêm. Cô ấy vẽ ra cho tôi một con đường. Bỏ học, viết văn, hút thuốc. Không có gì đáng để hoài nghi hơn cả về một tương lai nghe đã thấy rất bấp bênh. Nhưng có lẽ giữa thế gian này, đó là lời nguyện chúng tôi phải gánh lấy. Đi kiếm tìm chàng trai ngắm tôi già đi trong đêm. Đã có lúc tôi khăng khăng cho rằng Kiều là An Ni, còn nam sinh mới là ảo ảnh phản chiếu của mùa hè. Nhưng rồi sau đấy tôi nhận ra, trong lòng chúng tôi luôn tồn tại ảo giác, trở thành căn bệnh kinh niên không thể chữa khỏi. Mỗi lần đối mặt với con chữ đều biến thành những người khác, dễ khóc, dễ tổn thương. Chúng tôi, những người như chúng tôi, đều quá thiếu an toàn, đều chất chứa quá nhiều tâm sự mà không thể sẻ chia, đều e dè với phần còn lại của thế giới. Đeo kính đen, hút thuốc, ngăn cách thế giới bằng tấm áo giáp đặc chế của mình,
cố gắng bảo vệ mình càng nhiều càng tốt. Hoài nghi mọi thứ, không thể tìm kiếm nổi thành phố bản thân thuộc về, lưu lạc khắp nơi, tìm kiếm một tình yêu mềm mại như nước, cuối cùng cũng chỉ thấy thất vọng não nề. Cho tới tận đêm hôm qua, tôi vẫn khăng khăng quả quyết sẽ gọi số radio này là Bên Cạnh Thiên Đường. Từ lúc đọc truyện của Quả Ngai, tôi đã ấp ủ như thế, là một số radio không câu nệ tiểu tiết, chỉ tâm tình và trò chuyện, kể miên man bất tận về những câu chuyện đời trần trụi trên thế gian. Ấy vậy mà giờ đây tôi lại ngồi viết lại tất cả, xóa hết những gì đã tuôn trào suốt đêm qua, đem những dòng viết của Lệ Chi tặng An, đem câu chuyện của An vào đây mà thủ thị. Là tên gọi trìu mến mà chúng tôi hay dành để gọi An Ni bảo bối. Tôi biết đến An vào năm 25 tuổi. Cũng giống như Chi, An đã cứu vớt tôi vào những giờ khắc tối tăm nhất của cuộc đời. Văn của An đọc vào chỉ một nỗi tịch liêu, già diết buồn thương tưởng như không có lối thoát. Ấy vậy mà tuổi trẻ của tôi nhờ An mà sống động trở lại. Tôi trút bỏ mặt nạ khoác ngoài, thản nhiên bước những bước một mình, thản nhiên vứt đi những gì cần phải thế, chấp nhận làm lại từ đầu. Như số radio này, chỉ trong chớp mắt biến từ Bên Cạnh Thiên Đường trở thành Gửi Tuổi Thanh Xuân của chúng ta. Gần đây tôi nhận được một dòng tin nhắn. Em thích giọng chị kinh khủng. Năm 17 tuổi, có thời gian mỗi đêm em đều nghe radio của chị trước khi ngủ và thấy được an ủi phần nào trong những ngày tháng trưởng thành đơn độc. Thanh xuân của chúng ta là bước đi từng bước để trưởng thành. Và em không biết tôi xót xa tới mức nào khi đọc tin nhắn đó của em đâu. Như trong lời hồi đáp tôi viết cho em, chị đã đọc được những dòng này, thật sự chị mong sự trưởng thành của em bây giờ không đơn độc, vì nó không dễ chịu với chị tí nào. Từ dạo đọc Dành Tặng Tuổi Thanh Xuân Đã Mất Của Chúng Ta của Tân Di Ổ, tôi bắt đầu bị ám ảnh về những năm tháng trước khi mình chạm ngõ 30. Có ai đó từng bảo, đối với phụ nữ, từ năm 25 đến 30 tuổi trôi đi nhanh hơn cả sấm chớp. Thoát một cái là đã ở đó, bắt đầu qua bên kia con dốc cuộc đời. Tôi chẳng biết có đúng không, vì những ngày tháng trước mắt dường như vẫn không đi nhanh hơn, dù mình có mong, dù người có muốn. Chỉ là lâu lâu ngồi ôn lại chuyện xưa, bạn nhắc 10 năm trước tự dưng lại không khỏi giật mình.
10 năm tuổi trẻ vậy mà qua rồi sao? 10 năm đó đồng lại trong ký ức được mấy điều khắc cốt ghi tâm. Bà thấy hoảng sợ khi những hoài niệm chẳng vượt quá nổi số đếm của hai bàn tay. 10 năm đó ta đã làm gì với cuộc đời mình? Câu chuyện thanh xuân 10 năm của tôi, nếu phải kể tóm tắt thì chỉ gói gọn trong vài dòng. 5 năm đơn phương chạy theo một người, 3 năm đi bên cạnh mối tình song phương đầu tiên của bản thân, 2 năm còn lại trượt ngã, lao vào ái tình như con thiêu thân, rồi sau đó tự ngồi băng bó, chữa lành cho trái tim mình. Nếu như được làm lại, tôi nghĩ mình cũng sẽ không làm khác đi. Nhưng thật tâm cũng không mong ai phải trải qua giống mình. Tôi nghĩ đó cũng là lý do tôi làm radio, để chia sẻ và lưu giữ điều gì đó cho tuổi trẻ của bản thân, và cũng là để gửi gắm đến các em, những người đang trải qua thanh xuân dịu vời, rằng hãy sống và yêu, nhưng ngoài yêu ra, hãy sống cho những điều khác nữa. Trong một bài phỏng vấn sau khi giành được huy chương vàng bơi lội ở Olympic London 2012, tay kình ngư Mỹ Michael Phelps đã tâm tình câu chuyện của anh. Sau khi thành công vang dội ở Olympic Bắc Kinh 2008, Michael mất phương hướng. Trên đỉnh vinh quang, anh không biết mình nên tiếp tục bơi vì điều gì khi đã phá vỡ các kỷ lục cũ. Thế là Michael quyết định nghỉ bơi, lên bờ và sống. Trong khoảng 2 năm sau đó, anh làm nhiều việc, đi nhiều nơi, nhưng tuyệt nhiên không hề đụng đến bơi lội. Để rồi một ngày, anh nhận ra anh muốn bơi trở lại. Bơi không vì điều gì, ngoài việc đó là đam mê của chính bản thân. Thế là anh xuống nước, quay về vẫy vùng với đường đua xanh. Trong 9 tháng vừa qua, thỉnh thoảng tôi vẫn hay được hỏi vì sao radio lâu quá không thấy số mới. Và tôi thường im lặng, có khi thì nói bông đùa là vì tôi quá lười. Còn sự thật thì tôi nghĩ mình cũng như tay kình ngư nọ, mất phương hướng và không biết mình làm radio vì điều gì. Kiểu như những câu chuyện của tôi chia sẻ nghe thì cũng có vẻ hay ho đó, nhưng có thiết thực hay không? Có giúp được cho ai hay không? Có lợi lộc gì không? Như tôi đã từng được thắc mắc, ủa, mà làm radio không có tiền thì làm gì? Tôi cứ lẩn quẩn như thế, cứ sống mòn như thế cho tới khi gặp Ca. Chẳng rõ vì sao Ca lại có mặt trong danh sách bạn bè trên Facebook của tôi. Có lẽ vì một lần đi lang thang thấy có người học chung trường cấp 3, nên Ca đã gửi cho tôi lời mời kết bạn. Tôi thì chấp nhận. Thế là chúng tôi tồn tại trên thế giới ảo của nhau, bằng mối liên kết trời trạc như thế trong suốt một thời gian dài. Tháng 12 năm 2013, Ca bắt đầu đăng album hình một chuyến đi lên mạng. Tôi thấy hình đẹp, vốn lại có sở thích đi đó đây, nên cứ bấm nút like không suy nghĩ. Hình nào đăng lên thấy ưng mắt thì cứ bấm. Cứ thế cho đến một đêm khuya cuối tháng 1, tôi nhận được tin nhắn của Ca. Xin lỗi, mình hỏi thế này có hơi đường đột, nhưng có phải bạn là MC của Warm Radio không? Chính là mình đây bạn. Vậy bạn là Nu hay Ivy vậy?
Mình là Lưu bạn ạ. Sau câu trả lời của tôi, Kha đánh vào cửa sổ chát một tràng cười nắc nẻ và một câu hán tự: Đạt bá thiết hài vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn cất giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Hóa ra Kha đang dọn dẹp lại danh sách bạn bè trên Facebook, nên mới vào Facebook của tôi để xem tôi là ai mà sao cứ bấm like hình hoài. Tới khi thấy dòng tự giới thiệu bản thân của tôi thì không thể tin vào mắt mình nữa mà phải nhắn tin hỏi ngay: Bạn có biết là mình đi tìm bạn bao lâu rồi không? Hóa ra là bạn ở ngay đây. Tôi thấy thú vị về mối nhân duyên này, rồi sững sờ khi Kha nói: Nếu biết không, hành trình đó mình đã thực hiện sau khi nghe radio của bạn. Tôi không dám tin vào dòng chữ mà mình vừa đọc được. Kha đang nói đến hành trình nào? Vội vã quay lại album của Kha và tôi vỡ òa. Tây Tạng, Nepal, Ấn Độ, những bức ảnh chụp ở Nagarkot, là đôi khi em nghĩ đến anh. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn, thay vì chỉ thấy hành trình này dường như quen thuộc lắm? Kha, mình không biết nói gì, nhưng mình đang cảm giác vui lắm. Mình không thể tin được lại có thể xảy ra chuyện này. Một người sau khi nghe câu chuyện trên radio của mình đã quyết định thực hiện cả một hành trình như vậy. Không biết những người khác thì sao, nhưng trong những ngày tháng đó, radio của bạn thật sự đã rất có ý nghĩa với mình. Lúc đi theo đoàn lên núi lên Himalaya, có khi đi cả ngày mệt mỏi, lại chẳng thể nói tiếng Việt với ai, chỉ có nghe radio của bạn, mình mới thấy được an ủi. Có những ngày mở mắt dậy toàn thân rã rời, không hiểu sao mình lại ở đây và hành xác như thế, lại nhớ đến radio của bạn. Bầu trời ở Nagarkot hôm mình đến không đầy sao, nhưng mình thì đã thấy rất đủ đầy. Lúc đó tôi thấy mắt mình cay cay vì xúc động và hạnh phúc. Câu chuyện đó tôi vốn đọc để dành tặng cho một người, và chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng nó lại có tác động đến một người khác như thế. Lúc đó tôi cứ lẩm nhẩm: Duyên là một điều gì đó không thể cưỡng cầu, chỉ tự nhiên mà thành. Cuộc trò chuyện của tôi và Kha đêm hôm đó đã giống như một đòn bẩy bật tôi dậy. Tôi nhớ lại câu chuyện về những con sao biển. Một sớm tinh mơ, khi mặt biển còn mù sương, tôi bắt đầu chạy thể dục với chiếc Walkman đeo bên hông. Ở phía xa, tôi thấy một cậu bé có vẻ bận rộn. Cậu chạy lăng xăng, cúi nhặt những vật gì đó rồi quăng nó xuống biển. Nếu đó là trò chơi thi ném đá thì tôi có thể trổ tài cùng cậu bé. Ngày nhỏ, tôi cũng thường hay chơi trò này. Nhưng khi nghe thấy tiếng cậu hét: Về nhà ngay nhé, bố mẹ mày đang đợi đấy. Có thể bạn không tin, như chính tôi lúc ấy, những viên đá đó thì ra là những con sao biển bị mắc kẹt trên bãi, và vị cứu tinh nhỏ này đang cố gắng đưa chúng trở lại bãi biển, chạy đua với mặt trời mà chỉ vài giờ nữa thôi sẽ trở nên gay gắt và không tài nào chịu đựng nổi. Nhưng những cố gắng của cậu bé rồi sẽ chỉ là công cốc thôi. Làm sao có thể đưa được hàng ngàn con sao biển về nhà của chúng được? Tôi gọi to: Này nhóc, làm thế làm gì? Làm sao em cứu được tất cả những con sao biển chứ? Cậu bé lại cúi xuống, nhặt một con sao biển và hét trả lời: Nhưng em có thể cứu được con này mà, nó sẽ được về nhà.
cậu bé vung tay quăng con vật bé nhỏ xuống biển, rồi lại lập tức cúi xuống với một con khác. Rõ ràng cậu bé không quan tâm đến việc có vô số những con sao biển trên cát. Cậu chỉ nhìn thấy những sự sống mà cậu đang nắm trong tay. Cái mà cậu bé nhìn thấy, dù chỉ là một con số nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa. Còn tôi lại nhìn thấy một con số quá khổng lồ, đó là vô vọng. Thế là tôi bắt đầu cúi xuống nhặt một con sao biển lên và đưa nó về nhà. Đôi khi chúng ta không thể hiểu vì sao chuyện lại xảy ra như thế. Chúng ta cố gắng tìm lý do nhưng vô vọng. Tôi cũng từng như thế, hay hỏi tại sao. Sau chuyện của Ca, tôi bắt đầu thôi không hỏi nữa, mà tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do và đều đúng thời điểm. Hãy cứ sống tiếp và để dành những câu hỏi của hôm nay lại cho ngày sau. Vì biết đâu 10 năm sau bạn cũng giống như tôi, vỡ òa ra mọi chuyện của quãng đường 10 năm trước đó, và cứ thế mỉm cười. Một buổi chiều chủ nhật trời nắng nhạt do trận mưa sớm, cánh cửa nhìn ra ban công ngày thường vẫn khá im ỉm trong nắng giờ được mở toang. Tôi bật CD của Son Ha Jung và đắm chìm với Sorry. Sorry không buồn bã mà nhẹ nhàng và dịu vời, tựa như lời xin lỗi tràn ngập yêu thương, lời xin lỗi buông ra trong an nhiên, xin lỗi để mỉm cười và bước tiếp. Xin lỗi thay cho lời tạm biệt trong cái mỉm cười. Xin lỗi bạn vì mình phải đi, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại. Sorry làm tôi nhớ đến hai thứ là hạnh phúc và hạnh phúc hơn trong bài Vi từng viết. Hạnh phúc là khi được tự do đam mê và sống không hối tiếc. Còn hạnh phúc hơn là tìm được một người đồng hành với mình trong cuộc đời này. Và dù thế nào thì cũng nên hạnh phúc. Nếu có được cả hai thì là người hạnh phúc nhất. Câu chừng Ashin của Nu là tình yêu. Tôi nghĩ tôi khác Nu, hay T, hay K, hay D. Nhưng không, câu chừng Ashin của ai cũng là tình yêu. Chỉ có điều nó được đặt ở những vị trí khác nhau. Khi người ta kết nối với nhau bằng cảm xúc vô hình, thì cuộc đời sẽ luôn luôn mất mát để được ước ao trở lại mà bù đắp nó. Thời gian làm chúng ta thâm trầm với cuộc đời, để những ngày sau sẽ trả lời cho những ngày đã qua, để tuổi 30 sẽ trả lời cho những sợ hãi của tuổi đôi mươi. Và dù thế nào, có mơ hồ đến mấy thì cũng chỉ nên hạnh phúc, hoặc hạnh phúc hơn mà thôi. Những ngày sau, tôi sẽ tiếp tục sống, chuẩn bị cho một hành trình mới, tận hưởng những năm thanh xuân đẹp đẽ. Sẽ mang trái tim son trẻ rong ruổi, có thể té ngã,
có thể đớn đau, nhưng vẫn vẹn nguyên ước mong gặp gỡ người cùng mình già đi, để có dịp cười lấp lánh mà nói ra câu của An rằng: một vài năm sau, em muốn cùng anh đến sống ở trấn nhỏ dưới núi thưa thớt dấu chân người. Sớm mai trèo lên đỉnh núi cao, xuống núi đi chợ mua rau quả, nấu nướng quét dọn, sinh con đẻ cái. Buổi chiều đọc một quyển sách, buổi tối uống rượu, trò chuyện dưới cây hoa hạnh, mãi tới khi ánh trăng và giọt sương mát lạnh. Trong mơ, đi đến khe núi vắng vẻ tùm cỏ đuôi phượng, tiếng chim lạnh lót, hạt giống trên cây nứt toát, cùng mệt mỏi ngủ thiếp dưới gốc cây. Lúc tỉnh dậy, em vẫn trẻ tuổi, anh vẫn chưa già. Anh sẽ ôm em vào lòng.
chẳng thôi. Cho chiều nhẹ trôi.